tìm thấy xe máy của một nạn nhân vụ sập cầu Phong Châu sau hơn một tháng xảy ra sự cố. Sáng ngày 12 tháng 10, lực lượng tìm kiếm, chủ vớt phương tiện trong vụ sập cầu Phong Châu, tỉnh Phú Thọ đã tìm thấy một chiếc xe máy nhãn hiệu SYM Enzo, mang biển số 19S08682. Theo thông tin mà Công an tỉnh Phú Thọ công bố trước đó về danh sách các nạn nhân và phương tiện đi cùng, chiếc xe này do chị Nguyễn Thị Y, 45 tuổi, ngụ khu 17, xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao điều khiển. Hiện chị Y vẫn chưa được tìm thấy. Trưa cùng ngày, Người nhà nạn nhân Nguyễn Thị Y cho biết sau khi nhận tin báo về việc trục vớt được chiếc xe máy nói trên, họ đang trên đường ra cầu Phong Châu để xác nhận chiếc xe. Chiếc xe máy đã được cầu lên mờ. Liên quan đến công tác tìm kiếm các nạn nhân, từ lời đề nghị của tỉnh Phú Thọ, từ ngày 1 tháng 10, Bộ Quốc phòng đã cử lực lượng tinh nhuệ gồm 30 người nhái của Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 đến lặn tìm người mất tích. Công tác tìm kiếm đến nay đang được thực hiện. Chị Nguyễn Thị Y là một trong bốn người mất tích chưa được tìm thấy trong vụ sập cầu Phong Châu. Thi thể bốn nạn nhân đã được tìm thấy gồm hai vợ chồng anh Lương Xuân Ti và chị Nguyễn Thị Hát, ngụ huyện Thanh Thủy, anh Hà Quốc Si và Dương Công Si, cùng ngụ thành phố Việt Trì. Sự cố sập cầu Phong Châu xảy ra ngày 9 tháng 9 do lũ trên sông Thao, sông Hồng lên rất cao, chảy xiết, cuốn trôi trụ T7 và hai nhịp dàn chính, nhịp 6 và nhịp 7 phía bờ hữu sông Thao, thuộc địa bàn huyện Tam Nông. Thời điểm xảy ra sự cố, trên cầu có nhiều người và phương tiện lưu thông bị rơi xuống sông Hồng.